Vâng, em chào các bác và các bạn đã đến với video kênh Cam Vải Nục Ngạn. Trong buổi hôm nay thì em cũng xin chia sẻ một video gửi tới các bác và các bạn. Thì hôm nay em sẽ phun lên màu cho nhãn trong thời điểm giai đoạn cuối này. Thì hôm nay em cũng chỉ phun hai dòng phân thôi, hai dòng phân để lên màu sao là để cho mã nó đẹp và cái quả nhãn sẽ lấy ra. Thì trong video này em cũng xin mời tất cả các bác và các bạn cùng đồng hành với em hết video nhé. Thì bây giờ em cũng đưa các bác và các bạn đi xem một số hình ảnh các chùm nhãn, cây nhãn để làm sao mình phun cái dòng thuốc làm sao để cho nó đạt hiệu quả cao. Vâng, bây giờ em mời tất cả các bác và các bạn cùng em đi xem một số hình ảnh chùm nhãn để mình xử lý làm sao chỗ giai đoạn cuối này mã nó lên, củ nó dày, mã ngọt, chất lượng nó sẽ ngọt, nó để lâu các bạn. Vâng, thì đây em sẽ đưa các bác đi xem và em sẽ pha thuốc và chia sẻ gửi tới các bác là để làm sao mình phun trong những từng thời điểm một để nó đạt hiệu quả cao. Thì hôm nay là cái chùm nhãn em những đợt trước ấy nó cũng rơi vào tầm cũng khoảng 4 hôm chia sẻ với các bác là phun cái đồng nó lâu chống mốc ấy, hầu hết bây giờ là hết rồi các bạn. Đây còn cái chùm nhãn em bây giờ nó đã lấy như thế này các bác, đây em cho các bác xem, nó cũng căng tròn này các bạn đấy, cũng đang tương đối đang vai đang bị giãn ra các bạn. Giờ tất cả các chùm nhãn đang chuyển sang vàng ươm hết các bạn. Tuy rằng nó chưa đẩy nhưng năm nay thì em sẽ cắt hai đợt. Cũng chia sẻ như với các bác những một số video trước ấy, thì em sẽ cắt làm hai đợt để làm sao là mình bán. Thì năm nay giá thành kiểu gì nó giá thành nó sẽ trứng. Nhưng mà giá trứng thì mình sẽ phải làm những cái chùm nhãn đẹp để làm sao mình bán cho thương lái để đạt cái giá trị, và cũng mình sẽ giữ cái mẫu mã nhãn của mình nó sẽ đem đến cái thương phẩm của mình nó giá trị cao. Thì các bác chùm nhãn em thì giờ lỡ vàng ươm với các bác trước thì nó đen thì các bác mình đang giãn. Thì những quả nhãn này em chia sẻ các bạn đây này, bắt đầu là cuống nó bắt đầu lõm đây này, giãn ra đây này, cái bông nhãn thế này cũng đang là nứt ra, đang giãn này. Đấy. Thì hôm nay em sẽ đưa các bác đi chờ, hôm nay chắc em chờ em phun nhãn thì có khi em chỉ phun một lần này, nếu mà để em cắt như đợt trước em phun đồng ấy, thì còn đợt này là hầu hết là giãn vàng hết các bạn đây, mỹ mèo luôn. Thì cây em nó cao to đây này, những chùm nhãn tận trên cao này. Đấy. Vâng, đây vườn nhãn em này, cây nó cao ngất ngưỡng rồi. Đây những cây kia đời những bông thì nó đang cũng rẽ xong các bạn này. Độc trùng trùng cục cục này. Hôm nay em chia sẻ nào hết này, mã tầm này nó lẩy hơn là cái trước video trước các bạn. Đấy, đợt trước em phun, với cả em tưới quan trọng và tưới nữa các bạn đấy. Những video trước em tưới chia sẻ các bác ấy. Như là phân Iza và cộng với Agri ấy. Thì cái dòng Gargi là cái đấy rất tốt các bạn. Phải phun tiếp với chai lên màu thì lên màu là mình kết hợp được cả trên cả dưới, tuyệt vời luôn. Vâng, thì đây cái cây này của em màu nó cũng lấy hết này các bạn này, vàng ươm hết này, cây em nó sai nhá. Đưa các bác đi với các bạn đi xem một số chùm như video trước ấy này, em phun đồng ấy vẫn là cái chỗ bạc này đây. Thì hôm nay em sẽ vạch cho các bác xem, thì kể cả chỉ phun này hôm sau nó sạch các bạn đây này, hầu hết là sạch hết này này, cái mã mốc men men đấy. Thì đánh cái đồng rất hiệu quả, mùa mưa này thì nó thằng nhãn mùa này nó đa số là cái dịp này nó mưa nhiều, là cái mốc men và lốc thối quả. Đấy các bác, hầu hết sạch hết đây này, tuyệt vời. Đem đặt hẳn bên trong cho các bác xem, đây sạch bách hết này. Thằng đồng nó chấm men mốc rất tốt các bạn, phân trắng bệnh phân trắng với lên men. Đây em đưa ra cho bác cái chùm hôm nọ đấy thế này. Và đây đấy, em nọ lên nhưng hồ hết hôm nay là sạch hết rồi này. Các bạn đây xem này, trong này em đặt ra này. Đấy, em cứ làm hiệu quả thôi, em chia sẻ với các bạn thì mình dùng làm sao thuốc đúng đây, cái chùm nọ thế này sạch hết các bạn đây này. Đọc đi đâu sạch đấy các bạn đây, em phải hết cả bên trong ra ngoài các bạn xem, tuyệt vời luôn các bạn. Cái gì hiệu quả đây là em cũng đút cái kinh nghiệm chia sẻ với các bác và các bạn để cùng nhà lông chúng ta cùng nhau làm để làm sao đạt cái hiệu quả cao. Chi phí mình chỉ chi phí một lần thôi. Nhiều dòng thuốc thì mình cũng nên tham khảo để làm sao mình phun các dòng thuốc nó đạt hiệu quả cao. Nếu mà các bác phun các dòng thuốc đắt thì nó chỉ tỷ lệ mình làm trái thì cái tỷ lệ của nó là đem lại kết quả cao hơn, mẫu mã đẹp hơn các bác. Đây những cái chùm mà em nói đây này, cái đa số là nó trước nó mốc meo ấy, nhưng bây giờ chuyển sang vàng hết rồi này các bác xem. Đấy, đây của em kìa, cây của em này. Đấy hồi trước nhiều bác bảo cây đấy, quay lên cây để cây em nó cao thì già đi, đa số là vàng ươm hết các bạn.
của em đến tầm cuối tháng là lên màu, lên mảy màu, màu 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 màu. Cái này mình nên kết hợp nha các bác nha, mình kết hợp cả phun. Cái thuốc phun em chia sẻ này nó cũng rơi vào là cái dòng đấy cũng thật tuyệt vời đấy. Đây cái màu mới mới bông cục không chia sẻ các bác đây. Bỏ lên men lên móc đây như màu này này nha em nhé. Đây em vạch trong da nó sạch hết rồi này. Đấy, không còn cái phấn trắng nữa. Đánh phát là bay hết đây này các bác, để bên dưới sạch bách hết này, không còn cái phấn trắng như đợt trước mà đưa các bác. Đấy cái đầu em đã theo chân em từ những cái năm mà bắt đầu em trồng cây nhãn, em đã phải tìm kiếm đến để cái vườn của em này các bác, cứ mùa mưa nó ngập. Đây các bác xem ngắm vườn em, cái vườn này vườn của em là đất đất tân ruộng, nó cứ mưa xong nó ngập này. Có khi mà mình đi cái tầm cái lối này này, cái chỗ dây vòi em này, nếu mà mình đi nắng nó mưa to nó ngập đủ gối, nó rất ăn nước. Nhưng mà em vẫn xử lý, vẫn xử lý để đem lại cái kết quả cao. Những chùm nhãn đây, cái chùm nhãn hôm nọ quay cho các bác trắng ở bốc meo, nhưng hôm nay là sạch chảy. Em lấy nét cho các bác xem đấy, sạch bách luôn đấy chảy. Đấy trong ngoài như nhau, hôm nọ em quay cho các bác là nó thành trắng tinh luôn đúng không đấy. Vâng thì vườn em thì cũng rơi vào tầm 5 sao, năm nào cũng thế, năm nào cũng rơi vào tầm khoảng 5-6 tấn để em là nhãn già đấy. Chùm đa số em cứ thấu thấu thôi, bốc ai thối hết rồi các bạn, không còn mộng. Cây của em kia các bạn đây, nó cao ngổng ngang ngang này. Đấy, hôm nay em sẽ rót lên thẳng trên đỉnh đỉnh cho các bác xem đây. Nhiều cây còn rẽ ra, hầu hết là nó giãn ra các bạn. Cái chùm nhãn ở đây, những cái quả nhãn hay mai là cái chỗ này các bác xem. Trước nhá, em đây em tả cho các bác, nếu mà cây nhãn của bác trước nó quả với em mà nó cứ kiểu bì bì đây này, các bác cho ăn này, cái phun phân vào đây này em chỉ này, thì nó sẽ giãn ra và cái mã vỏ nó sẽ tươi lại. Còn cái nấm hồng nó chóc hết rồi, còn một số quả có ít đây này, em chỉ đây là cái nấm hồng như các bác đây này. Cái này sau nó bay hết. Nếu mà trước mà các bác không trị, những cái video trước em chia sẻ mình không trị, chính cái này là cái nấm hồng thì nó sẽ làm cho cái vỏ nó két lại, quả nó két vào không lớn được, vỏ nó dày ra và sau nó sẽ bị mất mã đấy. Cái quả này nay mai rất mỡ các bạn, nó còn giãn to nữa thì bây giờ cái gai tu này vẫn còn này, vì nó chưa đẫy, bây giờ gọi mới trứng vào lúc một thôi các bạn. Có chùm thì gọi vào lúc một là đẫy đẫy đà tí, thì cũng bây giờ đa số nhiều vườn bán vẫn là đang bán non, cũng chưa bán được được đỉnh của quả nhãn miền. Đây các bác, em soi hôm nay cũng chia sẻ để em phun phân, và đây em soi để cho các bác chia sẻ những cái chùm mà mốc trước em phun là nó hói hết, nó sạch để các bác xem. Trước này men trắng, nên các bác cứ tìm cái đồng la lô, em cho cả cái mẫu ma mát mà cái tên này đấy, các bác cứ tìm đấy, cái màu hồng nó giá thành nó cũng thấp, nó chỉ rơi vào có hơn 100.000, nó phun được 400 lít cơ, rất tốt trị cái bệnh mùa mưa này, là bệnh phấn trắng này, bệnh lên men này, mốc này, rồi bệnh thối. Đấy như năm nay thì nó mưa, nhưng mà năm nay các bác cứ xem, năm nay thằng miền nó cứ rụng lung tung. Như đợt này của em là nay rụng phát nữa này, rụng lần nữa rụng nó cũng chỉ loại quả ấy thôi, quả loại hoa hai, quả kẹ này. Đây trên này thì quả to thế này, nhưng mà vừa rồi đây đang dụng tiếp này. Đây những quả bé này các bạn, đây này, cũng đang dụng, như đợt trước nó dụng chát. Nhưng đợt này thì nó chỉ dụng bế quả đang vào đứng một, mã rất tuyệt vời đây các bạn. Đây vườn mưa này nó sốc, nó cũng dụng mạnh, thì nó lên đường lên nước. Vâng, đây em sẽ chia sẻ các bác này, cho các bác xem những chùm trong thân đây. Chùm ở dưới gầm, cây em thấp đây. Vừa rồi trắng này em phun đã có hết chóc hết rồi, chóc cái men này, chùm này cũng tương đối đấy các bạn. Đây em đấy, cho bác xem mẫu mã, mà mình trị được cái bệnh phấn trắng. Cái bệnh đơn giản đấy các bác cứ phun theo định kỳ, cứ là cái bệnh này nó đến thời điểm nào mình phun thời điểm đấy. Cái này thằng cây nhãn thì nó cũng không phải cập dập, ít khi nó thối đâu, sâu bệnh nó cũng rất ít, cho nên là mình cứ làm đến thời điểm quả nhãn phát triển thời điểm nào thì mình là xử lý thôi trong thời điểm đấy. Thì hôm nay em cũng chia sẻ đồng cử tới các bác này một số hình ảnh, và em chiều nay em sẽ phun, trời ẩm đi không biết được phun có ổn không, nhưng quyết định chiều nay em phun, chiều nay em sẽ phun tách các bạn. Thì em cũng chia sẻ với các bác là cũng phun cái bẻ vẫn cái bẻ như mọi hôm, thì em phun hôm nay chỉ phun đồng nhãn, mưa gió này em chắc khó khăn này. Mà thôi chờ em vẫn quyết định em phun, thì em sẽ chia sẻ các bác là một số thuốc chiều nay em chỉ phun phân. Lấm thì hầu hết không có lấm ngang lấm, nhưng hôm nọ em phun đồng em tẩy rồi, tẩy mốc, các bác cứ đánh đồng tẩy mốc. Còn cái mã mà các bác đã trước phun rồi mà mã đợt này nó đang lại rồi thì đa số cái đồng nó đánh tẩy cả trong rêu các bác nhé. Thì đợt trước ấy
Lần trước em phun em cũng chia sẻ với các bác là vẫn cái chai KH này, cái chai này không bỏ đâu các bác. Thì mọi năm em cho những nhà vườn ấy, mà những anh em mà cũng lấy hàng phân của em, nói thật ra cái chai hát này thằng cam em phun vào mã đỏ dõi luôn. Đây các bác này, thằng KH em này phun rất tuyệt vời nhé. Thì cái thành phần của nó rất 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 ok luôn, nó là phân khoáng trung vi lượng, nó dòng phân đây này, phân bón sinh học các bạn. Đấy, hấp thụ rất lành. Thì cái này mình không bỏ được, thì mọi năm em phun. Nhưng mọi năm là em vẫn lấy là vẫn là chia sẻ, em cũng dùng và cũng là chia sẻ đến gửi tới mọi người là cái phun cái thằng kali cò, nó chỉ có thành phần kali và lưu huỳnh, nhưng mà cái đấy chỉ nó chỉ hai thành phần đấy thôi. Nhưng mà nó phun cái đấy thì mã cũng được, nhưng mà nó không tươi và nó cũng không không được bền màu bằng cái thằng KHF này. KHF là nó có thành phần vi lượng hết các bạn. Thì đợt trước em cũng chia sẻ này, thì cũng gửi tới các bác ấy, thì cái chai là 1 lít là mình pha được tầm 600 lít. Thì cũng như hôm nay thì cái chai này thì 600 lít. Em phun 450 thì em chỉ lấy tầm cỡ khoảng nửa chai này đi. Nửa chai này nó rơi vào tầm cỡ khoảng được phun được 300 thì em lấy ra tầm khoảng 600 mini cái chai thuốc này, chai thuốc 1 lít. Em sẽ lấy 600 mini này và em sẽ cộng thêm với 4 con ngựa đó các bạn này. Ngựa hàng của Trung Quốc này. Thì ngựa hàng Trung Quốc thì đánh cũng rất ok các bạn. Nhiều bác đánh riêng. Nhưng em độc cộng. Nhiều bác của đánh riêng rất ok mà, thì đánh xem các vườn các bác ok rất đẹp. Thì em là em cứ phối em cộng thì vườn em cứ cộng nó quen mà mình đánh cảm thấy cây của mình nó ổn là được các bạn. Thì em sẽ làm bốn con ngựa này, em sẽ pha chung với thằng KHF. Thì KHF này thì em lấy tầm có khoảng 600 mi phân, em pha vào tầm 450 cộng với bốn con ngựa nha. Thì để cộng với 450 lít em phun buổi chiều hôm nay. Thì chiều nay em sẽ pha để em phun, thì chiều nay em chỉ phun được phân thôi các bạn. Thì lấm hôm nọ em phun đồng rồi. Đấy, các bác đã phun đồng thì thôi ok, thì nấm thì thường thường nếu mà các bác thấy mã nó nảy lên rồi ấy, thì cho mình dừng. À, mình dừng để mình còn không thì các bác có phun mà được càng tốt. Thì chẳng hạn những cái lấm trước, những chai lấm trước em chia sẻ gửi tới các bác, như các dòng như Top Sa, Thần Đèn, rồi Rick Ra Top, rồi Sư Tử, rồi là Chào Màu, thì đấy là các tên của các hãng thuốc in cho mỗi một đại lý một cái mác thuốc khác nhau. Nếu những các dòng thuốc đấy là cái thành phần thuốc là dòng thuốc của SC hết các bạn, mà cái hàm lượng của nó là cao, hàm lượng của đa số cái những dòng em đọc nó rơi vào tầm độc 450 SC thôi. Đấy, cái dòng dùng độc cái dạng tương đương như nhau. Thì bây giờ hiện tại bây giờ em độc dùng, năm nay em dùng trên hai dòng, là một dòng là Top Nusa và một dòng Thần Đèn. Thần Đèn này cũng là thành phần của Top Nusa, cũng là 450 SC. Em dùng từ mấy năm nay ok cực kỳ luôn các bạn. Thì hôm nay em cũng chia sẻ thì cũng gửi tới các bác, thì chiều nay em chỉ phun. Thì em không cộng lắm, mà sâu thì em không cộng. Vì thằng nhãn này nó ít khi có sâu đâu, thì đến tầm thời điểm này là hết rồi các bạn. Thì nếu mà các bác muốn sâu cộng thêm cái dòng phân mà để cái dòng sâu cuống ấy, thì nên các bác nên tuyển chọn cái thằng sâu cuống xịn nhé. Còn nếu mà dùng cái loại sâu cuống mà rẻ rẻ ấy, như thằng Sát Trùng Đan hay là Baran mà các bác phun cái loại rẻ mà để cặn thuốc ấy, cái đấy bác phun là rất nguy hiểm cho mã, nó không bị hỏng quả đâu mà hỏng mã ấy, mã nó xỉn lại. Nhưng những dòng đấy là các bác mà có phun, kể cả đoạn sâu cuống là các bác phun nhạt ra so với vải. Thì sâu cuống chẳng hạn trước kia mà em vẫn cho mọi người phun, nó rơi vào tầm có một gói ấy. Kể em mọi lần Sát Trùng Đan hay là cái gói mà bây giờ em cho phun cái dòng hai hoạt chất, đó là Sumo ấy, là hàng đấy nó cũng phải pha tầm 100 lít, nhưng mà hiện đến phun cho vải nha các bác nhé. Còn phun cho nhãn ấy thì mình phải pha 150. Thì là quả nhãn nó không ảnh hưởng gì, vì quả nhãn rất bị mẫn cảm. Nếu các bác phun mà thuốc nó đậm, là y rằng bị xỉn ngay kẽ gai luôn. Là sau là mình không lấy mã được đâu, vì đã cháy cái dạng thuốc cái dòng thuốc sâu cuống ấy. Còn về cái dòng phân này thì không ít khi bị cháy các bạn, vì mình phun đúng hàm lượng. Kể cả mình phun đặc lên một tí cũng ảnh hưởng gì, vì nó là dòng sinh học là một này. Hai là cái dòng thuốc lấm ấy thì nó đọc dòng dòng SC thôi, dòng tốt thôi. Thì cái đấy chỉ sợ các bác là không có điều kiện để pha đặc lên phun. Có đợt em còn pha lên, nếu mà mã mình muốn tẩy lẩy lên hẳn thì mình cứ đợt em còn pha 120 lít một lọ cơ. Đấy, em còn phun đánh quyết định một. Như là trước em đánh một lúc một lọ em đánh 120 đấy.
đấy là cái vườn em thì nó sình này, nhưng vườn các bác em không cần biết đâu, các bác thì cứ phun tầm bước 150 đến 200 lít nước một nọ là ok rồi các bạn. Vâng, thì hôm nay em chia sẻ gửi tới các bác, hôm nay em chỉ phun hai cái bộ sản phẩm phân bón này thôi, thì sau em cũng được chứ em phun rồi, với cả đồng em phun rồi, em phun nấm nữa, thì hôm nay em chỉ phun được dòng phân để mình tự tính làm sao để tẩy cho cái mã này, nó là cung cấp dinh dưỡng như các bác nhé, mình gọi là tẩy nhưng mà đây dinh dưỡng để cấp cho để cây nó nuôi đấy. Cây nó nuôi hấp thụ qua lá, nuôi quả, nó để quả nó mỡ màng chứ, cái da biểu bì và cái tạo cái cùi vỏ cùi dày này, vỏ mỏng này và nó mã đẹp này, đẩy sau này mình bán nó được cái giá quá, trước hết là mẫu mã và cái chất lượng nó là cái độ ngọt đấy các bạn, là mình ăn làm sao nó cứ ngọt, mẫu mã đẹp nữa thì nó thêm rất nhiều tiền, còn không nhiên rồi riêng cái nước mà không ngọt là cái khách hàng kể cả khách ăn là người ta cũng không thích, người ta không chấp nhận được cái đấy. Vâng, thì hôm nay em cũng xin kết thúc video ở đây, cũng em chia sẻ gửi tới các bác buổi chiều hôm nay em phun trong buổi chiều hôm nay để mình phun, em phun cái vườn em để cho quả nó đạt thêm cái cùi dày mẫu mã và chất lượng quả, sau này mình bán được giá cao. Vâng, vâng, các bác và các bạn xem video em cho em xin một like và một nút chia sẻ, và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Thì em sẽ dừng video ở đây, em sẽ gửi tới những cái video hay và hữu ích hơn và gửi tới các bác cùng. Vâng, em chào các bác và các bạn.